Chào mừng các bạn đã đến với mua hàng online, và hôm nay thì tự nhiên hứng mình mua lại cái con HTC U11 về làm ha. Mức giá mình mua là 1.227.000, và trên Shopee thì mức giá dưới ba củ là anh em được đồng kiểm ha. Tất nhiên là không phải là 100%, nhưng mình nghĩ là 80% được đồng kiểm với cái mức giá là dưới ba củ, và anh em sẽ thấy cái dòng chữ là được đồng kiểm ha. Mua Shopee bây giờ thì cũng ổn rồi. Các bạn được đồng kiểm này, thứ nhất. Tiếp theo nữa là có 15 ngày đổi trả. Anh em cứ test kỹ 15 ngày đầu tiên giúp mình là ok, nhưng mà thời gian vàng thì nên test trong vòng 3 ngày đầu ha. Và tất nhiên là nếu như các bạn không đồng kiểm, kiểu như shipper giao đến mà người nhà nhận hàng giúp, hoặc là các bạn lười đồng kiểm ấy, thì quay lại video khui hộp như mình thì chắc cú ha. Còn nếu như có thời gian thì cứ đồng kiểm thôi, hạn chế rủi ro ha. Và U11 con này thì mình làm khá là nhiều rồi, cách đây khoảng 1-2 năm về trước, 3 năm về trước. Nhưng mà thực sự là chợt nhớ về HTC nên là đặt con này về review, làm thêm clip cho anh em ha. Ok, khui hộp. Đó, phải nói là một trong những con flagship cuối cùng của thương hiệu HTC còn có mặt ở trên thị trường. Và con này thì ra mắt vào 2017, tính ra đến thời điểm này là 7 năm rồi. Ok, và bên trong thì mình thấy là shop có đi kèm với một cái bộ sạc Type-C ha. Nhưng mà bộ sạc này thì đoán không lầm là bộ sạc gọi là kim cương. Bộ sạc cũng thường thường thôi, không lầm, cũng không phải là quá ngon. Nhưng mà thực sự máy giá rẻ để anh em cứ sạc đỡ thôi. Nếu như có rồi thì dùng sạc khác. Hoặc anh em sở thì có thể dùng bộ sạc này sạc mấy cái đồ phụ kiện ấy. Đó, còn điện thoại thì dùng những cái bộ sạc C nó ok tí. Rồi, wow, đầu tiên là chúng ta có một cái phiếu bảo hành. Nhưng mà mình cũng nói thật luôn là cái phiếu bảo hành của những cái shop ở trên Shopee ấy thì cũng mang tính chất kiểu cho có thôi và hên xui thôi. Chỉ là anh em cứ tự trang bị kiến thức và check hàng kỹ trong vòng 3 ngày rồi là 15 ngày đầu là ok. Thì những cái phiếu bảo hành này thì nó cũng không nói lên được cái điều gì đâu ha. Rồi, chủ yếu là uy tín người bán thôi. Còn mua Shopee thì mình đã chia sẻ anh em rất nhiều rồi, rất khó gặp được những cái shop mà có tâm, đặc biệt là với cái mặt hàng điện thoại cũ, rủi ro cực kỳ cao. Ok, con này thì mình đánh giá mặt lưng thì vẫn còn ổn ha, cũng còn được tầm 98% anh em đó. Cụm camera thì cũng không có xước sát, là đèn flash logo HTC, và con này thì đến từ nhà mảng Nhật AU ha, nên là mới có cái mức giá nó như thế này. Bên cạnh phải mình thấy bộ khung thì ok, khung kim loại ha, có phim nguồn tăng giảm âm lượng này, bên cạnh trái này, cạnh trên này có khay sim này, có cái loa thứ hai này, bên dưới thì chúng ta có cổng USB Type-C, micro và cái loa chính này đó. Và phía trước là một kiểu thiết kế rất quen thuộc, cái màn hình phía trước thì cũng không có trầy xước ra. Nói chung con này thì có thể chấm 98% được rồi. Anh em nên test kỹ sim sóng ha, sim sóng là một trong những cái quan trọng nhất rồi. Thì đây là nhà mạng Nhật nên tất nhiên có một sim, và hình như là ok, có thêm cái khe cắm thẻ nhớ luôn. Wow, HTC logo cực kỳ hoài niệm luôn. Còn HTC sau này một vài con là bán được cho Trung Quốc làm hết rồi. Ví dụ cái con HTC E3 Lite gì đó, cũng cách đây khoảng vài tháng mình làm. Con đó là máy giá rẻ, có hình như một củ 7, củ 8. Và con đó thì phần mềm không còn của HTC nữa. Wow, HTC U ha, đậm chất của HTC. Nhìn cái logo animation khởi động, các bạn thấy wow, giao diện sen. Hấp dẫn, hoài niệm một thời anh em ạ. Đó, giao diện sen nổi tiếng là mượt mà ha. Do mới khởi động nên tất nhiên nó cũng sẽ có hơi lắc này. Các bạn chờ một tí cho nó khởi động, nó sẽ mượt hơn. Và con này thì tất nhiên là chip 835 rồi ha. Đó, camera, ok, camera xem nào, tốc độ chụp vẫn còn rất nhanh. Tất nhiên là sẽ không nhanh bằng những cái con chip đời mới hiện nay này, vì con 835 là chip cũ rồi mà. Rồi, coi vào cái nền trắng. Thông báo nghe loa rất là to ha. Loa này các bạn chỉ cần nghe âm thanh thông báo đây là thấy loa nó rất là ok rồi. Loa công nghệ âm thanh trước đây của HTC thì khỏi phải bàn rồi. Và con này đang chạy Android 9 ha. Đó, Android càng thấp càng ok thôi. Mà con này thì được cái là cũng không có ám ố gì hết ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ phải trải nghiệm lại con này một thời gian này, sau đó mình review chi tiết hơn cho anh em. Có NFC luôn này. Đấy, có hai loa. Như vậy là sau khoảng vài ngày trải nghiệm lại tinh hoa công nghệ của HTC thì đây là những cái chia sẻ chi tiết hơn của mình về con máy này ha. Thực sự khá là hoài niệm, để mà nói tổng quan về tất cả những cái thứ mà HTC làm ở trên những cái mẫu điện thoại của mình, và đặc biệt là trên một cái mẫu máy cao cấp như là cái con U11 này ấy, thì nó đều rất tốt. Tốt đây là gì? Màn hình, âm thanh, cho đến là cái trải nghiệm phần mềm ha, và đặc biệt là camera.
nó vẫn còn rất là ok. Nhưng mà tốt thôi thì vẫn chưa đủ đâu anh em. Bởi vì cái thời điểm mà 2017 con máy này ra mắt thì lúc đó Samsung rất là mạnh rồi. Đó, hay là iPhone thời đó đã là một tượng đài, cũng như là những cái hãng như là Xiaomi hay là Oppo cũng đang còn trên đà nổi lên. Đó, nên là HTC bị kìm kẹp ha. Thì ngon đây là gì? Với camera đi. Camera con này thì trang bị thông số là một cái máy ảnh chính 12 megapixel f1.7 với khả năng chống rung quang học 50 nha, OIS này, có lấy nét theo pha là PDAF, và con này thì có khả năng quay video 4K 30fps, cũng như là quay video gọi là HDR 24 bit này, cũng như là những cái chế độ như là tập trung âm thanh và cam selfie là 16 megapixel. Và đó là những cái thông số thôi, về trải nghiệm thực tế là như nào. Ok, khi cầm con máy này lại chụp chuyện là một vài những cái tấm ảnh thì mình vẫn thấy là đó, nước ảnh lên thì vẫn rất là ngon, chi tiết, màu sắc cho đến là khả năng xử lý HDR và ánh sáng. Các bạn nhìn ha, đây một cái tấm gọi là chụp ngược sáng đó, vẫn rất là ok luôn đó. Và mình cũng có nói luôn với cái bản editor của mình là nếu như tính ra thì cam con này ấy thì nó cũng vẫn ăn những cái con máy giá rẻ ở cái tầm 4 củ đổ về hiện nay, những con như ở Redmi Note hay là Tecno Itel Infinix, cam thì vẫn không thể bằng con này được ha. Màu sắc nó tái tạo lại khá là ok luôn, màu vàng, màu xanh, màu hồng, kể cả là những cái màu khó tái tạo lại rất ok, cân bằng trắng rất là chính xác ha. Cam con này vẫn còn rất là ok luôn này. Đó, màu vàng đấy, rồi là màu của cây hoa giấy. Với những cái con điện thoại Trung Quốc thường nó sẽ tái tạo màu, nó bị sai lệch. Và tổng quan đó, mình ta xem ha, quá là ok luôn. Và đặc biệt nữa là có cái khả năng qua video con này thì các bạn có thể xem cái đoạn clip này ha. Chống rung vẫn rất ổn luôn, chống rung ngon hơn hẳn so với kể cả những cái con máy 4-5 củ Android là mới hiện nay ha. Đó, thấy chống rung quang học con này vẫn rất ok luôn. Công nghệ camera của HTC thì phải nói là rất là ok rồi. Các bạn có thể nhìn thấy. Và đây là cái giao diện đó, quay phim ha, có tính năng là âm thanh 3D, nó có hệ thống là nhiều micro ấy, nó sẽ quay lại cái âm thanh. Đây là giao diện camera này, rất là quen thuộc này. Đó, các bạn sẽ thấy. Và vuốt xuống là những cái chế độ chụp ảnh. Đó, có chế độ Pro luôn ha. Đó, để tùy chỉnh sau những cái thông số. Đó, rồi có những chế độ như là video selfie, selfie toàn cảnh, ảnh selfie slow motion, hyperlapse, đầy đủ luôn ha. Đó, chế độ bình thường auto đầy đủ hết luôn, quá là ok. Rồi tiếp theo nữa là về cái trải nghiệm âm thanh. Con này thì nó có loa kép, và HTC thì trước đây nổi tiếng với công nghệ âm thanh là Beats Audio, và sau đó họ bán lại cho Apple, và họ sẽ có công nghệ âm thanh Boom Sound ha, một công nghệ âm thanh rất là nổi tiếng. Và loa con này nghe vẫn còn ok đó, tiếng trong rõ ràng, mặc dù là mình phát hiện ra cái loa bên trên con này thì nó lại hơi rè một tí, nhưng mà vẫn chất lượng âm thanh vẫn khá là ok ha. Các bạn xem YouTube, nghe nhạc đồ này kia. Lần đầu làm con sâu nghe mặt cái gì? Mình nói là bộ tay nó quá xa nhau. Và con này thì nó trang bị cái công nghệ màn hình là LCD 5 với kích thước là 5,5 inch ha. Độ phân giải 2K, tỷ lệ khung hình là 16:9 truyền thống, và bảo vệ bằng kính là Corning Gorilla 5. Màn hình con này thì để nói mà về độ sáng chi tiết ấy thì vẫn còn ok ha. Các bạn kiểu quan sát ngoài trời hoặc là xem phim thì vẫn ổn, chứ không phải là không ổn. Kể như nhỏ nào đó, các bạn nghe chất lượng loa ngoài khá là ok. Cho các bạn xem một đoạn video YouTube nữa. Các bạn thấy loa chất không? Tiếng giọng của Sơn Tùng rất rõ luôn, trong
Thôi mở đoạn thôi, mình sở dĩ bản quyền. Rồi về hiệu năng con này thì nó trang bị chip Snapdragon 835 và con này thì có hai cái phiên bản ha. Một bản là 464 và một bản là 6 và 128. Các bạn mình đang có đây là 4 và 64 rồi. Đó, chip là 835, con chip đầu bảng ở năm 2017 ha. 4 RAM và kết hợp với giao diện Zen, và con này thì nâng cấp là tối đa Android 9. Đó. Nên là những cái thao tác xử lý trên con này thì vẫn ok để các bạn đáp ứng với nhu cầu và là cơ bản kiểu lướt TikTok, YouTube rồi là các kiểu đồ thì nó vẫn ok ha, lướt web ha. Đó. Và chỉ có điều là để nói mà chơi game thì anh em cũng đừng có kỳ vọng nhiều vào con máy này. Con này các bạn mua về làm máy phủ chụp ảnh nghe nhạc thôi, xem phim thôi. Để mà nói chơi game trên con này thì các bạn chỉ nên chơi những cái tựa game nhẹ nhàng thôi, kiểu như là Subway Surfer, Candy Crush, rồi là pizza, chấm trái cây, đồ này kia thôi ha. Còn game nặng hơn thì nó sẽ nóng, giới hạn con chip và đời máy cũ mà. 835 thì tuy là cái con chip đầu bảng nhưng mà nó cũng là đời chip cũ rồi. Còn kiểu như là các bạn đòi mà chơi Liên Quân thì được thì vẫn được đấy. Ví dụ mình đang còn lót vào Liên Quân đây này, bạn thấy nó chuyển đổi đa nhiệm cũng rất là nhanh. Nhưng mà xác định là chơi kiểu chống cháy thôi. Đó, nó sẽ nhanh nóng và các bạn lắp sò lạnh vào. Rồi về phần mềm giao diện Zen trên con này thì khỏi phải bàn rồi, tối ưu cực kỳ tốt, mượt mà ha. Thế bây giờ xài thì thấy vẫn còn ok. Còn như con này thì tuy nó là cái bản nhà mảng Nhật nhưng mà mình lắp sim vào thấy ha, nó đang bắt 4G phà phà luôn ha, không vấn đề gì hết luôn. Bắt 4G các kiểu, các bạn không cần phải cài đặt gì thêm như những cái dòng máy gọi là nội địa Nhật khác vẫn ok ha. Rồi về pin thì con này sẽ được trang bị dung lượng 3000 và sạc nhanh Quick Charge là 18W. Tất nhiên đây là cái thông số cách đây là 7 năm về trước, ở cái năm là 2017. Thì đây là một cái thông số nó cũng hợp lý ha, chứ mà không hợp lý. Nhưng mà thời lượng pin con này các bạn xác định là nó sẽ không trâu rồi. Thì đây là con flagship cũ thì kiểu các bạn mua về làm máy phủ xài cơ bản thôi. Đó thì ok ha, nó sẽ vẫn trụ được cho các bạn tầm khoảng là gần 1 ngày, kiểu như vậy. Và dùng cơ bản và cũng có lướt mạng xã hội đồ này kia thì vẫn được ha. Tổng kết lại thì với cái mức giá là 1,2 triệu thì chủ yếu con này dành cho những bạn thực sự là yêu thích cái thương hiệu HTC, muốn trải nghiệm lại một con flagship cách đây gọi là 7 năm về trước của hãng, cũng như là những cái di sản về công nghệ của HTC để lại ha, về chất lượng phần cứng đến camera, đến âm thanh, đến phần mềm đồ này kia, thì mua theo kiểu trải nghiệm thôi, kết hợp với là một con máy phủ thôi. Đó, với lại cái tầm giá như thế này thì chúng ta cũng không thể nào mà đòi hỏi được nhiều hơn nữa ở trên con máy như này. Thì các bạn sẽ có những ý kiến nhận xét hay đánh giá gì về con máy này, hãy để lại bình luận phía dưới phần comment của video ha. Và thực sự là đáng tiếc cho HTC, một hãng là từng rất là nổi tiếng ha, có những cái sản phẩm rất ngon đó, nhưng mà cuối cùng thì không có theo kịp xu hướng cũng như là không cạnh tranh được với những cái hãng lớn cho đến những cái hãng Trung Quốc, nên là đã đi về nơi xa lắm rồi. Bây giờ HTC hầu như không còn điện thoại nữa rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.